Cậu bé 13 tuổi bắt đầu chạy. Trước khi nhảy từ tảng đá phủ đầy rêu này sang tảng đá khác, cậu nhảy chỉ vừa đủ xa để qua được và quay lại để chiêm ngưỡng xem mình đã nhảy qua bao xa. Cậu tiếp tục đi qua khu rừng, nhảy qua các con suối và đu trên bất kỳ dây leo nào mà cậu có thể tìm thấy, cho dù cậu có cần hay không. Cậu nhặt một cành cây và dùng nó đánh nhau với một cái cây, như thể đây là một cuộc chiến sinh tử. Sau khi giết chết đối thủ, cậu bé nghiêm trang chào kẻ thù đã ngã xuống của mình trước khi lên chiến mã của mình để tiến sâu hơn vào khu rừng. Cậu chỉ có một mình ở đây, chắc phải cả nghìn dặm khỏi thế giới văn minh. Chàng hiệp sĩ dũng cảm xuống ngựa và đi về phía trước để hoàn thành sứ mệnh của mình, cây của những ký ức bị lãng quên. Truyền thuyết kể rằng, bất cứ thứ gì bị chôn vùi bên dưới cái cây này sẽ biến mất. Tất cả những ký ức về bất cứ thứ gì liên quan đến đối tượng bị chôn vùi sẽ biến mất khỏi tâm trí của bất kỳ ai có liên quan, và không ai có thể gợi lại chúng. Hãy tự hỏi những ký ức đó đã đi đâu. Hiệp sĩ lấy một lá thư được niêm phong bằng sáp được giữ an toàn bên trong áo giáp của mình và quỳ xuống trước một cái cây. Anh ta gạt lá và bụi bẩn ra khỏi một chỗ gần gốc cây và dùng tay đào một lỗ nhỏ trước khi đặt bức thư vào bên trong lỗ. Cậu nhìn xuống bức thư, hài lòng với thành quả của mình. Cậu bắt đầu phủ kín bức thư bên trong cái lỗ bằng đất thì đột ngột đứng lên. Đó có phải là một tiếng ồn? Cậu lắng nghe một lần nữa. Đó không phải chỉ là tiếng ồn mà là một giọng nói. Hiệp sĩ rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu đi theo hướng mà anh ta có thể nghe thấy âm thanh phát ra. Anh ta đi theo một con đường mòn xuyên qua khu rừng về phía tiếng ồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một giọng nói và anh ta có thể nghe rõ ràng ngay bây giờ. Bánh xe lịch sử cứ quay, các thời đại cứ thế trôi qua, để lại những ký ức trở thành huyền thoại. Hiệp sĩ vòng qua một góc và khu rừng mở ra một khoảng trống. Ở giữa khu đất trống đầy cỏ là một cổng bằng đá không gắn với bất kỳ bức tường nào. Tuy nhiên, khi nhìn qua cổng, ta không thấy chỉ phía bên kia. Bên kia cổng là một lâu đài bằng thạch cao màu trắng tuyệt đẹp nhìn ra biển. Những tháp pháo có mái màu đỏ nhô cao, vươn lên những đám mây. Đứng cạnh cánh cổng dường như dẫn đến một vùng đất khác này là một ông già mặc một chiếc áo choàng dài, áo choàng kiểu phù thủy. Cậu bé bước ra khỏi khu rừng vào khu có cây thưa thớt. Ông già đang làm gì ở đây vậy? Và điều gì đang xảy ra với cái cổng này? Nó thực sự hiện ra hình ảnh đáng ra không thể có. Những con người huyền thoại dần trở thành những câu chuyện kể, và thậm chí những câu chuyện cũng dần bị lãng quên. Ông đang nói chuyện với cháu ạ? Cậu bé hỏi. Hãy mạo hiểm và đối mặt với số phận thực sự của bạn. Pháp sư trả lời. Bạn là người đã được tiên tri, nhưng liệu bạn có đủ tố chất cần thiết để bước vào vùng đất phiêu lưu này? Cậu bé nhìn xung quanh, không có ai khác ở đây. Ông già này chắc chắn đang nói chuyện với cậu rồi. Cậu quăng gậy xuống đất và bước lại gần ông già và cánh cổng. Bây giờ cậu có thể thấy rằng bề mặt của cổng dường như lung linh, như thể nó là một mặt nước thẳng đứng. Chỉ cần những trái tim chân thật nhất mới có thể bước vào cổng phép thuật. Nhưng đối với những người chính trực và dũng cảm, một sứ mệnh lớn đang chờ đợi. Một sứ mệnh cho cháu? Cậu bé hỏi. Nhưng một lần nữa ông già không trả lời. Ông ta dường như cũng không nhìn cậu. Phải chăng ông già khôn ngoan trong rừng này bị mù? Cậu bé tiến lại gần, đủ gần để vẫy tay trước mặt ông già, nhưng không có phản ứng gì. Ông ta chắc chắn bị mù. Cậu bé nhìn cánh cổng, cậu có thể nhìn thấy sóng vỗ trên đá và chim bay trên bầu trời. Cậu thậm chí có thể nhận ra trên một trong những cửa sổ cao nhất trên tòa tháp cao nhất, trông giống như một cô gái. Cô ấy đang vẫy giải dây băng của mình trong không khí. Cô ấy đang ra hiệu cho cậu ấy. Cô ấy cần hiệp sĩ dũng cảm đến cứu. Hãy nghe theo số phận của mình và trở thành người hùng như đúng số mệnh của bạn. Cậu bé bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của vùng đất này. Lâu đài, những đám mây trôi giữa những tòa tháp trắng, biển xanh hoàn hảo, công chúa xinh đẹp bị nhốt trong tòa tháp chờ đợi cậu. Cậu bé đưa tay qua bề mặt của cổng và nó đi xuyên qua như thể không có gì ở nó. Nhưng phía bên kia, tay cậu biến thành bàn tay của một hiệp sĩ. Cậu rút tay lại và nó lại trở thành bàn tay của cậu. Cậu nghĩ về mẹ của mình, mắng cậu vì đã vẽ những bức tranh về những vùng đất mà cậu ước rằng mình có thể sống ở đó khi đáng ra phải đi học. Cậu nghĩ đến cảnh giáo viên giật cuốn truyện giả tưởng ra khỏi tay và ném nó vào thùng rác và gọi nó là một thứ lãng phí thời gian. Cậu nghĩ về việc bạn bè cười nhạo khi cậu đến trường trong trang phục một hiệp sĩ. Cậu biết rằng mình được định sẵn cho một điều gì đó lớn lao hơn, và cuối cùng thì nó cũng ở đây. Cậu thực sự là một hiệp sĩ. Cậu là anh hùng đã được tiên tri. Cậu sẽ trở thành một huyền thoại. Cậu đặc biệt. Người hiệp sĩ đứng dậy và bước vào cổng. Cậu vẫn nghe thấy ông già nói. Bánh xe lịch sử cứ quay, các thời đại cứ thế trôi qua, để lại những ký ức. Cậu bé đi qua cổng để đến lâu đài, biển cả, công chúa, nhưng tất cả đều biến mất trong tích tắc.
cậu bé quay xung quanh nhưng cánh cổng co lại, đóng chặt với cậu bé vẫn ở bên trong. Ông già chìm xuống đất khi cánh cổng dường như xoay tròn. Cánh cổng sau đó cũng biến mất vào lòng đất khi một thứ khác xuất hiện. Một con rết khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Cơ thể nó có vảy màu đá di chuyển giống như chuyển động một tấm vải. Con rết há miệng và phát ra âm thanh giống như tiếng khóc của trẻ nhỏ trước khi chui xuống và biến mất dưới lớp đất. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn có một sứ mệnh gì đó đặc biệt? Bạn có cảm thấy như thể thế giới được mô tả trong các cuốn sách giả tưởng, các bộ phim hay game là nơi bạn thực sự thuộc về không? Bạn không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Nhưng hãy cẩn thận, vì chính những suy nghĩ đó sẽ khiến bạn trở thành mục tiêu của SCP-4310, một kẻ săn mồi chết người, chuyên đi săn vào những người có mong muốn tham gia vào hành trình của những người hùng. SCP-4310 là một sinh vật dị thường giống một con rết thông thường về nhiều mặt. Mặc dù nó có một số điểm đặc biệt để phân biệt với những con vật mà bạn có thể tìm thấy dưới một tảng đá trong rừng. Rõ ràng nhất có lẽ là kích thước của nó. Trong khi một số loài rết có thể dài đến 30cm, thì SCP-4310 có chiều dài hơn 6m. Loài rết ở thịt khổng lồ này có nguồn gốc từ Anh và Ireland. Chúng có phương pháp săn mồi hoàn toàn khác biệt với bất kỳ loài chân đốt, côn trùng hay động vật nào được biết đến. SCP-4310 săn mồi bằng cách tự bao bọc lấy mình trong keratin bao phủ toàn bộ cơ thể, ngoại trừ phần đuôi của nó, phần sẽ lộ ra ngoài. Con rết sau đó vùi mình xuống đất, giữ đầu và phần lớn cơ thể nằm dưới mặt đất, ngoại trừ một phần nằm trên mặt đất theo hình bán nguyệt, cũng như phần sau đuôi của nó. Phần cuối của con rết nhìn giống một ông già mặc áo choàng, và con rết có thể điều khiển hai chân sau của mình, khiến chúng trông giống như cử động của miệng và hàm, tạo cảm giác rằng ông già đang nói. Phần còn lại của cơ thể nó được biến dạng, và các chân được sắp xếp thành hình dạng của một cánh cổng bằng đá trên mặt đất bên cạnh ông lão. Thông qua một quá trình mà tổ chức chưa hiểu rõ, con rết có thể tạo ra sự dị thường về không gian trong khu vực mà cơ thể của nó có dạng một cánh cổng. Dị thường không gian này thực sự là một cánh cổng dẫn thẳng vào dạ dày của SCP-4310. Ngay sau khi con mồi của nó đi vào không gian dị thường, con rết sẽ đóng cổng. Bên trong, chất gây tê dưới các enzyme làm mất khả năng di chuyển của con mồi khi các axit trong dạ dày tiêu hóa bữa ăn của nó trong vài ngày. Có thể bạn đang nghĩ, tôi sẽ không bao giờ bước vào cánh cổng cạnh một ông già giữa rừng. Nhưng SCP-4310 có hai cơ chế mạnh mẽ rất phù hợp để dụ dỗ con mồi của nó. Đầu tiên, nó có khả năng phát ra một hormone gây ra trạng thái hưng phấn nhẹ, đồng thời kìm hãm sự sợ hãi và khuyến khích sự tò mò. Điều này dường như ảnh hưởng đến tất cả các loài động vật có vú máu nóng, nhưng con người và thiên hứng thích khám phá khiến họ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng. Phương pháp thứ hai mà 4310 sử dụng để kiếm thức ăn là tạo ra hàng loạt âm thanh rất độc đáo. Những âm thanh này được tạo ra bằng cách cọ xát các phần bên trong đoạn đuôi của nó, tạo ra tiếng như giọng nói tiếng Anh và hầu như luôn là những cụm từ mô tả các nhiệm vụ, lời tiên tri và hành động anh hùng chỉ có thể thực hiện khi đi vào cánh cổng kia. SCP-4310 có thể phát ra những âm thanh này trong khoảng 3 phút trước khi chúng bắt đầu lặp lại nội dung về anh hùng. Và mỗi cá thể SCP-4310 dường như có một bộ lời kêu gọi của riêng nó để dẫn dụ người nghe bắt đầu cuộc phiêu lưu, nhưng đều khuyến khích đi vào cánh cổng. Không rõ SCP-4310 học được những cụm từ này như thế nào, vì ngoài kỹ thuật săn mồi phức tạp này, không có cá thể nào thể hiện mức độ thông minh cao hơn một con rết bình thường. Điều thú vị là những giọng nói anh hùng tương tự dường như cũng là tiếng gọi bạn tình của SCP-4310. Không biết liệu việc thu hút các nhà thám hiểm bằng tiếng nói chỉ là một sản phẩm phụ kèm theo, hay nó sử dụng âm thanh cho cả hai mục đích giao phối và ăn uống. SCP-4310 được tổ chức SCP biết đến vào những năm 1950, sau cuộc điều tra về nhiều người mất tích ở Belfast, Bắc Ireland. Các đặc vụ đã tìm kiếm một khu vực gần đó và nhanh chóng phát hiện ra răng người trong phân động vật xung quanh một hang động nhiều cây cối. Hang động đã được khai quật và 3 cá thể SCP-4310 được tìm thấy đang ngủ đông bên dưới mặt đất. Tổ chức biết rằng sau khi ăn no, SCP-4310 sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông có thể kéo dài tới 10 năm và có vẻ như 3 cá thể này đã ăn rất nhiều vì hài cốt của hơn 70 trẻ em cuối cùng đã được tìm thấy trong khu vực. SCP-4310 đã được phân loại là Euclid và hiện tại một cá thể được giữ trong phòng giam để quan sát và thử nghiệm. Phòng giam được lấp đầy bởi một lớp đất dày, giống như được tìm thấy trong các khu rừng ôn đới của vùng Vương quốc Anh. Và mỗi tuần một lần, 5 con lợn con được đưa vào chuồng của con rết. Lực lượng đặc nhiệm cơ động Labrada 12 có mật danh là kiểm soát sâu bọ được cử đến các khu vực có báo cáo về những ông già trông giống như pháp sư, kêu gọi mọi người bước qua một cánh cổng ma thuật và các đặc vụ MTF phải tiêu diệt bất kỳ cá thể nào mà họ tìm thấy trong tự nhiên. Phòng phân tích của tổ chức cũng theo dõi tất cả các tác phẩm văn học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên đương đại của Anh, đặc biệt là các thể loại giả tưởng, để biết các tham chiếu cho các cổng trong rừng dẫn đến các địa điểm giả tưởng. Labrada 12 được cảnh báo về bất kỳ tác phẩm nào có thể được lấy cảm hứng
hoặc liên quan đến các cá thể SCP-4310. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng thường mơ tưởng về việc bắt tay vào một nhiệm vụ hoành tráng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi cuộc sống bình thường của mình. Mặc dù thật thú vị khi mơ thấy mình bị cuốn đến một thế giới khác, nhưng hãy hết sức cẩn thận nếu bạn gặp phải một ông già trong rừng. Người nói với bạn rằng nhiệm vụ của bạn bắt đầu bằng việc bước qua một cái cổng ma thuật, hoặc bạn có thể thấy rằng cuộc hành trình anh hùng của bạn bắt đầu và kết thúc trong bụng của một con rết khổng lồ. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-3456, Kỵ sĩ Orcadian để biết một dị thường khác là mờ ranh giới giữa huyền thoại và thực tế. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.